Rồi thưa cô chú anh chị và các bạn, giờ đây là sư phó trụ trì của chùa Bần Giông ha, sư là sư tên gì sư? Thuận. Dạ sư Thuận, phó trụ trì của chùa Bần Giông. Thì bữa nay cả nhà cũng qua chùa Bần Giông cũng quay review cho cô chú anh chị và các bạn là giờ muốn biết là chiếc Bần Giông dân ngôi mình năm nay sửa chữa phần nào rồi sư? Cái đầu với cái bên lái. Dạ cái phần đầu với phần lái. Rồi mình cái mũi này mình có thể làm lại không sư, làm mũi lại mới luôn không, Làm khúc này làm khúc và mũi trước sau luôn ha sư ha. nè. Dạ rồi chiếc cái ngon mình sửa khoảng hết bao nhiêu kinh phí vậy, năm nay mình sửa gì đó sư, Là gần 100 triệu gần 100 triệu ha, là mình sửa lại ha sư ha. á. Dạ rồi dự tính là năm nay cái chiếc cái ngon mình thì chừng nào mình sẽ chuẩn bị tập dượt? Chắc qua đồn tang. Dạ chắc qua đồn ta. Còn cái phần dạng như là quận Bình Viên đó là trong phun sóc mình hay là mình có kêu từ đâu lại không sư? Trong không sóc. Dạ trong phun sóc mình xong ha sư ha. Dạ rồi dự định là cái gian o này là thả nào sửa sư, thả nào sửa? Dân dụ. Dạ thả Dinh Vũ. Rồi ghe này mình đóng hồi năm 2020 ha sư ha. Dạ Dạ năm đó là hình như là mình xuống ghe mình xuống hình như có sự cố phải không sư, nghe nói là dạ 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 bị đụng ghe gì dạ gãy mũi phải không, tới cầu trăng này tới cầu là bị Trăng. đụng ghe chợ lúa. Dạ đụng ghe chạy lúa là có sự cố rồi ha, là mình chưa 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 bơi đó là có sự cố rồi. Dạ vì là năm rồi mình thì nói chung là năm rồi mình không được thành công năm 2020, rồi năm nay thì nhà chùa mình cũng quyết định là sửa ghe lại để tham gia thi đấu festival đua ghe ho. Rồi cái ghe này bây giờ cả nhà thấy sửa lại rất là đẹp, rồi năm nay cả nhà cũng rất mong là chùa mình sẽ lọt vào top 4 đội mạnh của tỉnh Sóc Trăng đây. Khẳng Dạ dạ cảm ơn sư nhiều ha. định. Dạ dạ của chú anh chị và các bạn, giờ đây là sư trụ trì của chùa Bần Giông ăn rất là đẹp trai luôn ha, rồi đó bây giờ là dịch xong là sư đẹp trai luôn. Thì nói chung bữa nay mình hỏi sư ghe mình là năm nay sửa gì với gì sư? Lúa phát xong vậy Dạ dạ dự định là dịp mai cái mê nào cái nào? nó lúa tốt phát tại sao mình nó thì ăn bắt mây bây giờ cả bên hơi Là tôi mạnh chút cho tôi mạnh chút chi ăn phải chi ăn bay xa là lỗi hôm nay thì phần năm ca phong trang sắm bên nó qua tay theo rồi mấy nó sửa tu lăng binh cái nào? bên tu phán về để là không về bay là để âm tuôn mũi Cái phát là học hỏi hơi nào? được 3 lần Cái nào? ơi hôm nay tầng sửa tầng ấy mới sơ phần năm cái gì tha tầng sửa tầng cu tầng chốc cho tầng đón tôi ở tầm hội liền Cái đây nào là sửa đấy đấy, sửa nằm đứng đấy cụ đấy, cái nào hay chú dân cụ kích thang cả bàn dân hạt đấy cụ, cái dân ơi chuẩn bị mà tha bữa tâm kích nó đến gồm men lấy thay hội đồn ta hạt cái nào hội trường ta dân hạt đấy cụ, cái nào hay cho nọt thì cho nọt ta dân đấy cụ đấy chuyện đó tâm mấy cái dân sập võ rồi phun. nã đấy là thấy về tại chế bay xa lỗ là thấy chuyện đó thôi rồi dòng ở phần nặng lên Cái đó ông làm lỗ liền mà thành đoán nó phải tập trung nè là bên này dân chỗ kia nó té cái nào, bên này mò lấy ngọt nè qua tiếng chưa qua tiếng thì phở hưởng đây mỗi đây biến phong toàn không không mà mình à thấy hay gì đó nó lâu phải tôi phải là sửa sát đấy cô, tôi bố đùi mạnh bán đấy mình đây phần mình cho hay gì mình nổi bố đùi mạnh bán đấy thì phở dân gì nó phải tầm bạn đi chắc gì phải chứ cái nào ấy tiếp theo tôi giờ sửa nào nó kia chích mũi lên đấy cụ này, một chín một hồi cái lên nào đấy chích mũi lên đây là dân phla cái nào cái cụ mày nói mày là mày nói đang thầm phát là tôn phát ổi á cái nào hấp cội tiếp theo ổi phi cái tên hơi nào âm tuấn thầm bị tôn thấy công công ra bởi thấy cái bàn xây được ba thượng thầy lớn cái nào rồi như vậy là sư chủ trì của chùa Bần Giông đã cho cô chú anh chị các bạn biết là cái chiếc ghe ngò của sư sửa là gần 100 triệu của cô chú anh chị các bạn, và chiếc ghe ngò rất là đẹp. Rồi vậy là con cảm ơn sư nhiều ha. dạ Rồi mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Hoàn Toàn TV. Và bữa nay kênh Hoàn Toàn TV đã đến chùa Bần Giông. Bữa nay mình sẽ quay video cận cảnh ngôi chùa Bần Giông và chiếc ghe ngò sửa chữa khoảng là 90%. Đó, bữa nay mình lại cái review chiếc ghe ngò chùa Bần Giông cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây là chiếc ghe ngò chùa Bần Giông ha. Đây. Đây thì nhìn rất đẹp á cô chú anh chị các bạn. Nhìn rất đẹp. Nói chung ghe này sửa lái mũi với thay công, hình như là dáng nhảy cũ luôn cô chú anh chị các bạn ơi, dáng nhảy này dáng nhảy cũ ha, không có thay dáng nhảy luôn ha, dáng nhảy này chỉ là dáng nhảy cũ luôn đó. Với cái ngôi này nhìn rất đẹp ha. Này thì năm đóng năm 2020 do nghệ nhân đóng là Dinh Vũ, thì đóng năm 2020 xong thì ghe đã gặp sự cố, đó là gãy mũi và gãy cong ha. Rồi năm nay thì nhà chùa đã sửa chữa lại cái phần hư hại năm rồi ha, cô chú chị các bạn.
Đó. Đây là chỉ cây ngòi chùa Bần Thiên. Đây là dáng nhảy cũ luôn cô chú anh chị các bạn ha. Dáng nhảy cũ, không phải là dáng nhảy mới ha. Đó. Đây. Đây mới chơi cho chai chét chai rồi mới chét chai xong luôn ha. Đây là chiếc cây ngòi chùa Bần Thiên thuộc về xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là phần lái của chú anh chị các bạn. Đây là phần lái nha. Phần lái của cây ngò. Chạy cây ngò này cũng rất rộng, nếu mà để ra được khoảng 2 chiếc. Đây. Rất đẹp của chú anh chị các bạn. Đây mới chắc chai rồi luôn ha, chắc chai rồi luôn. Mới chắc chai xong. Chắc chai mới chắc chai xong cũng 2-3 ngày thôi. Đó, đây. Đây dáng nhảy này, dáng nhảy cũ luôn của chú anh chị các bạn. Nhưng mà thay hết thay một miếng sau này nè, ha. Sau này thay một miếng be. Be mới thay một miếng rồi, một miếng be mới cho khúc sau này nè, ha. Hai bên luôn, hai bên luôn. Be sau thay hai bên. Là một khúc sau thôi. Còn trước thì như cũ thôi ha. Trước là dáng nhảy cũ ha. Đó. Đây. Đây toàn cảnh của chiếc kia ngon. Chùa Bần Thiên, bên này mình sẽ quay bên phía bên trong. Phía bên trong ghe cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đó, đây phần trong ghe ha. Vậy nói chung ghe ngôi chùa Bần Thiên chỉ thay cái dáng be khúc sau hai bên ha, khoảng 10 m, khoảng 10 m. Khúc sau thay dáng mới thôi. Còn phần trước thì không có thay, là như cũ ha. Dáng nhảy như cũ đó. Đây là chiếc ghe ngò chùa Bần Thiên thuộc về ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là phần trong ghe, mình quay toàn cảnh với phần trong ghe cho cô chú anh chị các bạn xem. Đây thuộc về ghe ngò chùa Bần Thiên đó. Thì Bần Thiên đóng vào năm 2020 do nghệ nhân đóng là Danh Vũ đóng và thi đấu không thành công vào năm 2020. Dòng bảng thì ghe ngò Bần Thiên đã thua ông Pujia và tiếp đó là thua Tom Nút và tiếp theo đó là thua chiếc ghe ngò của Lộ Mới Thành Trị. Là chiếc ghe ngò Bần Thiên hồi năm rồi đã bị gặp sự cố của chú anh chị các bạn, đó là gãy dáng nhảy và gãy cái mũi ha, rồi gãy mấy cái cong. Thì năm nay thì nhà chùa đã khắc phục sửa chữa lại, chuẩn bị mua giải mới Ốc Con Bóc năm 2020 Festival Đua Ghe Ngò Sóc Trăng. Rất đẹp anh cô chú anh chị các bạn. Kia này phần trong chiếc ghe ha. Đó, đây. Cái này là dáng nhảy như là dáng nhảy cũ ha, ở phần trước chị thấy dáng be của hai khúc sau thôi. Chỗ trước thì dáng be cũ. Đây là sửa chữa lại thôi. Đó. Rất đẹp anh cô chú anh chị bạn. Mũi lái thay mới luôn ha. Hai mũi lái là thay mới luôn. Đó. Cú. Đó. Các bạn. Rất đẹp. Cô chú anh chị các bạn. Đó. Rất đẹp. Dáng nhảy cũ ha, dáng nhảy này ha. Là chị thái dáng be khúc sau khoảng 10 m. Dáng be khúc sau. Chiếc ghe sửa lại rất đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Chiếc ghe ngò này sửa lại rất đẹp. Đó. Chiếc ghe ngò chùa Bần Thiên thuộc về ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Bên này mình toàn cảnh, mình quay toàn cảnh cho cô chú anh chị các bạn xem. Đó. Đây phần trong ghe thì dáng nhảy cũ thôi, nhà thay hai dáng be mới ở khúc sau. Thì bữa nay mình có dịp mình qua đây mình review cho cô chú anh chị và các bạn xem là chiếc ghe ngò chùa Bần Thiên hiện tại là đang sửa chữa đã hoàn thành 100%. Đây mình sẽ review cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây rất đẹp. Ở phía bên này thì cần câu ha. Phía này là cần câu ghe ngò. Đây là cần câu này, ba cây cần câu ha. Dưới trước ba cây. Cần câu ba cây. Bốn cây luôn ha, bốn cây luôn. Thì theo em nói là bốn cây. Đây cần câu chiếc ghe ngò của chùa Bần Thiên.
Đó, bốn cây dê chế cần câu ha. Cần câu rất đẹp anh cô chú chị các bạn. Đó. Cần câu rất đẹp. À, bữa nay mình quay cận cảnh cho cô chú nhìn các bạn xem. Chiếc bằng giòn. Hiện tại là đang sửa chữa, đã hoàn thành. Chăm chăm ha.